Thưa quý khán giả, với các em học sinh, dụng cụ học tập là những vật dụng vô cùng cần thiết để bước vào năm học mới. Tuy nhiên, nó cũng chiếm một phần chi phí không nhỏ, đặc biệt đối với các em, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Và thấu hiểu được điều này, mô hình shop dụng cụ học tập không đồng đã được Đoàn phường Thế An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ khởi xướng tại các trường tiểu học trong hơn 2 năm nay trước thềm năm học mới. Sáng sớm trung tuần tháng 8, tại trường tiểu học Trương Định thuộc phường Thế An, quận Ô Môn, khoảng 100 em học sinh đã nghiêm chỉnh xếp hàng để vào lựa chọn đồ dùng học tập. Đặc biệt các em lựa chọn theo tinh thần, thiếu gì lấy đó, nhường lại đồ đã có cho các bạn khác. Con cảm thấy rất là vui, con được nhận những món quà, con nhận 10 cuốn tập và một cây thước. Mẹ con sẽ không còn tốn tiền để mua tập, mua sách cho con nữa. Con cảm ơn cô chú, con hứa sau này con sẽ học tập thật là tốt. Hôm nay con nhận ba lô, tập và bình nước. Con rất thích những món quà con đã lấy. Con muốn gian hàng này tiếp tục năm sau để quay lại. Nhìn chung là cái shop không đồng năm nay đến với trường là trước tiên là rất là vui. Mang lại ý nghĩa cho các em học sinh, những cái em mà có hoàn cảnh khó khăn, đỡ một phần chi phí trong cái học tập của các con. Năm 2020 thì đoàn phường thì cũng có cái ý tưởng là nhằm để giúp đỡ cho các em học sinh nghèo, khó khăn ở trên địa bàn và để tạo cho các em có được cái ý thức cũng như là có cái sự mà chia sẻ lẫn nhau trong cái dụng cụ học tập của mình. Như mình phát một cái phần quà bao gồm là tập, rồi cặp da, rồi thước, viết, bút và các thứ. Mà trong khi đó thì các em ở nhà đã có những cái thứ đó, miễn mình phát thì nó sẽ dư nhằm cái mục đích. Thì từ cái ý tưởng đó thì đoàn phường cũng đã thành lập được cái shop dụng cụ học tập không đồng. Shop dụng cụ học tập không đồng sẽ được các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường tiếp tục vận động để trao cho các em học sinh ở trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh và tiểu học Phan Bội Châu, phường Thế An, quận Ô Môn, nhằm động viên tinh thần các em khi bước vào năm học mới.